Nhóm vũ trang Arakan Army, gọi tắt là AA, vào ngày 6 tháng 5 thông báo đã kiểm soát một sở chỉ huy quân đội và bắt hàng trăm binh sĩ ở phía tây bang Rakhine. Các cuộc đụng độ đã làm dung chuyển Rakhine kể từ khi AA tấn công quân đội Myanmar vào tháng 11 năm ngoái. Quân đội vẫn nắm giữ Sittwe, thu phủ của bang, nhưng AA đã kiểm soát lãnh thổ ở các quận xung quanh, bao gồm cả các căn cứ ở biên giới với Ấn Độ và Bangladesh. AA à hôm qua tuyên bố đã kiểm soát được cơ sở của Sở Chỉ huy Tác chiến quân sự MOC-15 gần thị trấn Butidaung, cách Sittwe khoảng 90 km về phía Bắc. AA à không nói rõ đã giành được cơ sở này khi nào, nhưng truyền thông địa phương cho biết các cuộc đụng độ diễn ra trong vài ngày qua. AA à đăng tải đoạn video có những hình ảnh cho thấy lực lượng quân đội Myanmar tại đây đã đầu hàng và xếp thành một hàng để di chuyển. Đoạn video cũng quay cảnh khoảng 200 người ngồi thành hàng trong một bãi đất trống và những người đàn ông mặc đồng phục và mang súng theo dõi họ. Quân đội Myanmar chưa bình luận về vụ việc, nhưng nếu đây là sự thật thì nó sẽ tiếp tục là một diễn biến bất lợi cho lực lượng này. Trong thời gian qua, phe nổi dậy Myanmar đã tấn công hàng loạt và giành quyền kiểm soát những căn cứ quân sự ở biên giới Myanmar với các nước. AA là nhóm dân tộc thiểu số vũ trang gồm nhiều thành viên đã đối đầu với quân đội Myanmar từ năm 1948. Nhóm này tuyên bố chiến đấu để giành quyền tự chủ cho người dân tộc thiểu số Rakhine. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 6 tháng 5 cho biết, quân đội Trung Quốc và Campuchia sẽ tổ chức cuộc tập trận chung rồng vàng 2024 tại Campuchia từ giữa đến cuối tháng 5. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận chung được tiến hành theo sự nhất trí chung giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia. Chủ đề của cuộc tập trận là Hành động chung chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. Đây là lần thứ 6 quân đội Trung Quốc và Campuchia tổ chức loạt diễn tập chung rồng vàng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận chung sẽ giúp củng cố hơn nữa tình hữu nghị sắt đá giữa hai nước, nâng cao trình độ phối hợp chiến lược giữa quân đội hai bên và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Quân đội Trung Quốc và Campuchia đã tổ chức series hoạt động huấn luyện chung mang tên Rồng Vàng từ năm 2016. Năm 2017, diễn tập quân sự Rồng Vàng đã bị gián đoạn do Campuchia tập trung vào hoạt động chấn áp tội phạm ma túy, và công tác tổ chức bầu cử hội đồng xã phường lần thứ tư. Sau đó hoạt động tập trận thường niên này tiếp tục bị gián đoạn trong năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cuộc tập trận chung lần thứ năm được tổ chức vào tháng 4 năm 2023. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, đây là cuộc tập trận lớn nhất do quân đội hai nước tổ chức. Hai bên đã cử hơn 3.000 binh sĩ và hơn 1.000 bộ thiết bị các loại tham gia cuộc tập trận. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, thương mại đầu tư và những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine được cho là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận nhân chuyến công du này của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Tập Cận Bình đến Pháp sau 5 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo kế hoạch, Tại Paris, vào ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Pháp đã tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Hiện nay, Pháp đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu-EU và đóng vai trò dẫn đầu trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc-EU. Ở chung ngược lại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Pháp trên thế giới, sau Đức, Bỉ và Italy. Về đầu tư, theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến cuối năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Pháp đối với Trung Quốc đạt 21,64 tỷ đô la Mỹ, chỉ đứng sau Đức và Hà Lan trong số các quốc gia thành viên EU. Hiện nay, đầu tư của Pháp vào Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như xe điện, mỹ phẩm, nông sản, năng lượng hydro, hàng không vũ trụ, v.v trong khi đó vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Pháp là 4,84 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu bao gồm chế tạo, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, ngân hàng, khách sạn, du lịch, vân vân. Phía Trung Quốc coi chuyến thăm này là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương với Pháp lên một tầm cao mới, tạo sung lực mới cho quan hệ Trung Quốc-EU. Trung Quốc lần đầu tiên công bố điều mà nước này gọi là thỏa thuận bất thành văn năm 2016 với Philippines về quyền tiếp cận bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Cụ thể, trong thông cáo đăng trên trang web Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 2 tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc đề cập thỏa thuận đặc biệt tạm thời giữa hai nước đã được Tổng thống Philippines, khi đó là ông Rodrigo Duterte, đồng ý trong chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2016. Theo đó, thỏa thuận cho phép đánh bắt cá quy mô nhỏ quanh vùng biển tại bãi cạn này nhưng hạn chế quyền tiếp cận của quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển và các máy bay, tàu chính thức trong phạm vi lãnh hải 12 hải lý, tương đương 22 km. Theo Đại sứ quán Trung Quốc, Philippines đã tôn trọng thỏa thuận trong 7 năm qua, nhưng kể từ đó đã từ bỏ thỏa thuận để hoàn thành chương trình nghị sự chính trị của riêng mình buộc Trung Quốc phải hành động. Trung Quốc cũng cáo buộc Philippines vượt qua làn danh đỏ trong vấn đề bãi cạn Scarborough. Theo tuyên bố đăng trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, đây là lý do cơ bản dẫn đến những tranh chấp không ngừng nghỉ trên biển giữa Trung Quốc và Philippines trong năm qua và hơn thế nữa. Về phía Philippines, cả đương kim tổng thống Ferdinand Marcos Jr và cựu tổng thống Duterte đều phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào được cho là sẽ từ bỏ chủ quyền hoặc các quyền chủ quyền của Philippines. Ông Marcos nói với phóng viên hồi tháng trước, Trung Quốc khăng khăng rằng có một thỏa thuận bí mật và tôi đã nói là tôi không biết gì về thỏa thuận bí mật đó. Việc Bắc Kinh công bố điều mà nước này gọi là thỏa thuận bí mật giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Đầu tuần này, Philippines đã triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc để phản đối về tàu Philippines bị tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng ở bãi cạn Scarborough. Theo đài CNN, Mỹ lần đầu tiên triển khai hệ thống phóng tên lửa mặt đất tầm trung, gọi tắt là MRC, hay còn gọi là Typhoon, tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong cuộc tập trận đang diễn ra với Philippines. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa với phạm vi lên đến 1.600 km. Quân đội Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ có mặt ở Philippines trong bao lâu, nhưng nó đã tham gia vào một loạt các cuộc tập trận chung giữa hai quốc gia, với cuộc tập trận đầu tiên bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 và cuộc tập trận thường niên Balikatan vừa khởi động hôm 22 tháng 4. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu cho thấy Mỹ có thể triển khai vũ khí tấn công đạt tầm bắn đến các cơ sở của Trung Quốc ở Biển Đông, phía nam lục địa Trung Quốc và eo biển Đài Loan. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế gọi tắt là CSIS cho biết hệ thống Typhoon có khả năng bắn tên lửa tiêu chuẩn SM-6, một loại tên lửa đạn đạo phòng thủ có thể nhắm mục tiêu là các tàu trên biển ở phạm vi 370 km. Hệ thống này cũng có thể phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk, loại tên lửa hành trình có tầm bắn lên đến 1.600 km. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng sự hiện diện của hệ thống Typhoon ở Philippines có thể làm tăng nguy cơ cho những đánh giá và tính toán sai lầm. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm lợi ích quân sự đơn phương, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với việc Mỹ triển khai hệ thống phóng tên lửa tại Philippines. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng một cách nghiêm túc những lo ngại an ninh của các quốc gia khác, ngừng gây ra đối đầu quân sự, ngừng phá hoại hòa bình và sự ổn định trong khu vực, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể để giảm các rủi ro chiến lược, ông Lâm nói. Trong một báo cáo năm 2021, tạp chí Military Review của quân đội Mỹ nhấn mạnh lợi thế tên lửa hiện nay của lực lượng tên lửa của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là PLA Viết trong báo cáo, sĩ quan Christopher Mihan của quân đội Mỹ cho biết lực lượng phi hạt nhân của PLRF là một lực lượng tên lửa mặt đất lớn nhất thế giới với hơn 2.200 tên lửa đạn đạo và hành trình phi hạt nhân. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng có đủ tên lửa chống hạm để tấn công mọi tàu chiến trên mặt nước của Mỹ tại Biển Đông với đủ hỏa lực để vượt qua hệ thống chống tên lửa của mỗi tàu. Theo các chuyên gia phân tích, hệ thống Typhoon khó có thể phát huy các hiệu quả trên cho các lực lượng Mỹ nhưng khả năng cơ động của nó có thể gây nên một mối lo ngại cho Trung Quốc, khiến hệ thống này có giá trị gian đe quan trọng. Trong thông cáo về việc triển khai Typhoon, quân đội Mỹ cho biết hệ thống này được đưa lên trên chuyến bay khoảng 13.000 km, chuyển đến Philippines, kéo dài 15 tiếng bằng máy bay vận chuyển Air Force C-17.